giải thích cơ chế tạo tiết sữa trong những ngày đầu sau sinh. Sau sinh, bầu vú rất mềm, tưởng chừng như không có sữa. Đây chính là cơ chế tự nhiên nhằm giúp cho em bé dễ dàng ngậm bắt vú, học cách bú mẹ khi đầu ti còn mềm mại. Em bé sẽ bú mẹ và cứ bú mút liên tục. Cứ 15 phút, 20 phút em bé lại thức dậy bú một lần và được nằm trên người mẹ, da tiếp da với mẹ. Bởi vì sao? Bởi vì 9 tháng 10 ngày em bé chưa hề ăn gì qua dạ dày. Dạ dày con rất là non nớt, có tí tẹo như thế này thôi. Và bú mút liên tục như vậy, sữa non sẽ tiết ra từng giọt một để phù hợp với dung tích dạ dày của con, để giúp con giãn nở dạ dày ra một cách từ từ. Đây là clip mô tả về dung tích dạ dày em bé 3 ngày đầu tiên. Dạ dày em bé bằng trái hạnh, khả năng chứa từ 5 đến 7 ml, cho nên nó chỉ tráng bình. Khi chúng ta vắt ra thì chỉ có tráng bình, đó là đúng với dung tích dạ dày em bé. Từ ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu trở đi thì dung tích dạ dày được bằng trái chanh nhỏ, khả năng chứa khoảng tầm 22-20 ml. Một tuần sau thì khả năng chứa là khoảng 50 ml. Và một tháng sau thì khả năng chứa là 60 ml, 70 ml. Nếu em bé bú mẹ hoàn toàn thì sữa mẹ hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu và dung tích của con. Tuy nhiên, nếu bạn vắt ra thì bạn sẽ luôn cảm thấy thiếu, luôn sẽ cảm thấy ít, không đủ. Và chính vì thế các bạn dặm thêm sữa công thức và dẫn đến tình trạng ọc ói của bé mà các bạn không hề biết đó là hiện tượng quá dung tích dạ dày. Sữa non có ý nghĩa bảo vệ em bé vô cùng kỳ diệu, cho nên người ta mới ví sữa non quý giá như vàng lỏng, bởi vì trong đời người chỉ có một lần được hưởng. Mình lấy ví dụ như thế này để bạn có thể dễ tưởng tượng. Một khung sắt nếu để ra bên ngoài trời, nó sẽ dễ dàng bị oxy hóa và rỉ sét. Bạn có thể dùng nó chắc được vài tháng, hoặc mà may có thể vài năm. Nhưng nếu bạn sơn một lớp sơn phủ qua cái khung sắt đó và bạn để ngoài trời, bạn có thể sử dụng nó vài năm, thậm chí vài chục năm. Và có những loại sơn tốt, bạn có thể sử dụng cái khung sắt đó vài trăm năm. Thì vai trò của sữa non ở đây cũng vậy. Khi đầu tiên em bé mới chào đời, lớp sữa non sẽ tiết ra từng giọt một để tráng qua toàn bộ thành ruột của em bé. Như vậy, nó sẽ có một cái lớp bao phủ toàn bộ thành ruột của em bé, bảo vệ em bé trọn đời. Vậy thì ý nghĩa bảo vệ của sữa non ở đây là gì? Này bạn, bạn có chắc thực phẩm hàng ngày bạn ăn không có dư lượng phân bón, không có dư lượng thuốc trừ sâu, chất bảo quản, chất tạo mùi, tạo vị? Những cái chất đó nó có nguy hiểm không? Nó có độc hại không? Khi chúng ta ăn vào, nó sẽ ngấm qua thành ruột, nó sẽ đi vào máu. Rồi vài năm, vài chục năm, nó hình thành, nó tích tụ một cái cục nào đó trong cơ thể. Và nó, người ta gọi nó là khối u, là ung thư. Nhưng nếu như ngay từ nhỏ, con của bạn đã được tráng một lớp sữa non qua thành ruột, thì đó là cái lớp bảo vệ. Nó sẽ bảo vệ đường ruột của em bé. Nó sẽ hạn chế tối đa khả năng tiếp nhận những cái dư chất đó vào trong máu. Quay trở lại với việc bầu vú mềm, khi em bé có khoảng 2 đến 3 ngày thực tập học cách bú mút mẹ liên tục trong lúc bầu vú mẹ mềm, thì lúc này đến cái giai đoạn cương sữa sinh lý, em bé hoàn toàn có thể bú được vú mẹ trong lúc vú căng, sưng, to, đau nhức như thế, tạo cho mẹ cảm giác dễ chịu thông qua cái hormone oxytocin mà em bé bú mút đem lại. Thế là hai mẹ con cùng nhau vượt qua giai đoạn cương sữa sinh lý một cách nhẹ nhàng. Rồi tiếp tục những ngày sau, em bé ôm vú mẹ bú mút đầy đủ lượng sữa theo đúng nhu cầu của em bé. Ngược lại, nếu chúng ta ngộ nhận bầu vú mềm là chưa có sữa, chúng ta không cho em bé cơ hội được học cách ngậm bắt vú khi bầu vú còn mềm. Đến giai đoạn cương sữa sinh lý, chúng ta ngộ nhận rằng sữa đã về rồi, nhưng lúc này em bé đâu bú được. Thì như vậy sẽ làm lỡ cái giai đoạn sữa non của con, giai đoạn mà trong đời người chỉ có một lần duy nhất. Em bé bị tráng ruột bằng sữa công thức, bị tổn thương niêm mạc ruột và dẫn đến hiện tượng ọc ói trào ngược dạ dày trong tương lai. Mẹ thì đến giai đoạn cương sữa sinh lý, đau nhất, con không bú được. Con không tiếp cho mẹ cái hormone oxytocin giúp mẹ dễ chịu. Đầu ti thì đau rát, bầu vú thì cương cứng. Và một chuỗi dài những ngày sau đó là thiếu sữa, con khóc la, mẹ đau đớn.
Cho nên, hãy làm đúng ngay từ đầu các bạn nhé.